Thời gian này, những clip của Chibu và Thuận Nguyễn nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cư dân mạng. Hai người tưởng chừng chẳng có điểm liên quan nhưng khi đứng cạnh nhau lại bùng nổ visual vô cùng đẹp đôi. Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Chibu có những chia sẻ thú vị về Thuận Nguyễn. Ngay lập tức, những chia sẻ này nhận về sự quan tâm cực lớn từ khán giả. Cụ thể, khi nhắc về lần đầu gặp bạn diễn của mình trong buổi casting, Chibu đã vô cùng ấn tượng, thậm chí là choáng ngợp trước diện mạo của Thuận Nguyễn. Cô hài hước chia sẻ, anh Thuận là người mà tôi casting cuối cùng ngày hôm đó. Anh ấy bước đến như một hoàng tử luôn. Khi tôi và Thuận vừa đứng cạnh nhau là anh Timothy và chị Cathy vỗ tay luôn vì hai người đẹp đôi quá. Cô cũng nhấn mạnh mình đánh giá rất cao sự chỉnh chu tâm huyết của Thuận Nguyễn, dù đó chỉ là buổi casting. Đáng nói hơn, khi Chibu còn tiết lộ, Thuận Nguyễn là người duy nhất mà mình quyết định hôn ngay tại buổi thử vai. Khi thử diễn với nhau, anh Thuận là bạn diễn duy nhất mà trong lúc casting tôi hôn luôn. Thật sự anh ấy tạo cho tôi cảm giác rất an toàn, rất đáng tin tưởng. Những bạn diễn khác tôi cũng có tương tác gần gũi, nhưng riêng Thuận Nguyễn tôi không hiểu mình có động lực gì mà lại tin tưởng tới mức hôn luôn. Những chia sẻ thú vị này cộng thêm việc Chibu và Thuận Nguyễn rất thân thiết, thường xuyên quay những clip đáng yêu với nhau và đăng hình ảnh của đối phương lên trang cá nhân, khiến khán giả nhiệt tình đẩy thuyền, mong hai người hẹn hò. Đặc biệt khoảnh khắc Chibu chủ động ôm và vỗ về Thuận Nguyễn khi anh bật khóc tại rạp phim sau buổi công chiếu cũng cực viral và khiến cư dân mạng rất thích thú. Ở một diễn biến khác, xuất hiện tại chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 của truyền hình Trung Quốc, Chibu nhận được vô số lời khen từ khán giả. Xinh đẹp cùng khả năng trình diễn của mình, Chibu được cư dân mạng Trung Quốc yêu mến. Khán giả nơi đây cũng nhiệt tình đẩy thuyền cô với Amber, cựu thành viên nhóm FX nhà SM. Thực tế, cả hai cũng rất thân thiết. Khán giả từng bắt gặp cặp đôi đi chơi riêng ở Trung Quốc. Khoảnh khắc này đã được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng khiến cộng đồng mạng rần rần. Theo đó, hai người đi mua sắm tại một trung tâm thương mại, được hộ tống bởi quản lý của Amber. Hai người vui vẻ trò chuyện. Khi người hâm mộ tiếp cận tỏ ý muốn chụp ảnh cùng, cả hai đều thoải mái đồng ý. Khán giả cũng phát hiện chiếc mũ của Amber giống hệt chiếc mà Chibu đội khi cô ghi hình trong một tập phát sóng của chương trình Hương Vị Trung Hoa. Cư dân mạng cho rằng Chibu và Amber sử dụng đồ đôi, đồng thời thích thú với độ đáng yêu của cả hai. Khi Chibu xuất hiện trên sóng Đạp Gió 2023, vì Amber biết tiếng Anh nên được các chị đẹp còn lại nhờ làm cầu nối giúp đại diện Việt Nam giao tiếp với mọi người. Amber cũng lập tức hỏi han, quan tâm và giúp Chibu hòa nhập với mọi người. Ngoài ra, Chibu và Amber còn có nhiều khoảnh khắc thả thính khắp trường quay. Trong đoạn phỏng vấn tại chương trình, Chibu cũng chia sẻ Amber rất tinh tế và quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi được hỏi yêu mến chị đẹp nào nhất trong chương trình, Chibu đã trả lời là Amber, tôi vô cùng thích cô ấy. Chibu còn chia sẻ thêm Amber là người bạn đầu tiên của cô khi đến Đạp Gió. Đồng thời, Amber cũng là người mà cô thường xuyên nhờ tư vấn khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở Trung Quốc và đã nhận được nhiều lời khuyên bổ ích. Chibu tiết lộ dù lịch trình bận rộn nhưng chỉ cần cô nhắn tin, Amber sẽ lập tức gọi điện để nói chuyện với cô. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Amber rất tri kỷ mà nhắn thêm nhiều tin nhắn nữa. Sáng ngày 13 tháng 10, sau gần một tháng mở bán thử nghiệm, quán phở La Gánh của Chibu đã chính thức khai trương tại Thượng Hải, Trung Quốc. Dù mưa lớn nhưng sự kiện khai trương thu hút đông đảo thực khách. Nhiều bạn trẻ đã xếp hàng từ sáng sớm kiếm cả một góc phố. Đến tối muộn ngày đầu tiên, dòng người vẫn còn rất đông. Nhân dịp này, Chibu đã dành thời gian gặp gỡ, giao lưu, chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nhiều người nổi tiếng cũng đã đến ủng hộ nữ ca sĩ như Amber, Lisa Mân Tử, Cụ Dĩnh, Lưu Tĩnh Sang, Xuân Hát Ti, Starlit Hoàng Cu. Hình ảnh Chibu chụp cùng các nghệ sĩ nhận được sự quan tâm rất lớn trên mạng xã hội.